thần chú này phải được gì ạ? Được thuyết ra từ cái tâm thanh tịnh của chư Phật của và Bồ Tát. Được thuyết ra từ cái bản hạnh và bản nguyện uh, thần thông công đức lực của chư Phật và Bồ Tát nó mới có công năng, có hiệu nghiệm. Còn chúng ta có tự thuyết ra nghĩ ra mà thuyết ra linh tinh đọc linh tinh đọc hết năm này qua tháng khác nó cũng chỉ vẫn thế thôi vì phàm phu tâm làm sao mà Thuyết ra được thần chú có linh nghiệm các quý vị Chúng ta biết là các ông thầy làm bùa chú Bùa ngải mà Người ta cũng phải rèn luyện làm sao đó Để người ta gì Người ta viết một lá bùa Nó có linh nghiệm Học một lá bùa để viết ra một, một đạo bùa có linh nghiệm Các quý vị biết họ phải học mất 3 năm, 5 năm Thậm chí nhiều hơn nữa đó, Tùy theo căn cơ Căn cơ nhanh cũng phải gì Cũng phải hàng năm Hoặc 3 năm trở lên thì mới làm được những cái đạo bùa Có hiệu lực có hiệu lực cao mà khi họ luyện để đặt để viết một lá bùa có hiệu lực làm sao ngày xưa chúng tôi đi học á đức pháp chủ cũng dạy cho chúng tôi một số những cái 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 này ví dụ muốn có hiệu lực á mình phải để dùng cái tâm thanh tịnh không nghĩ thiện không nghĩ ác buông hết tất cả đi và và tập viết ví dụ như khi mà chúng tôi ngày xưa hòa thượng dạy chúng tôi mới dùng cái công nước dùng cốc nước như thế này chẳng hạn để trì chú vào để cho người bị bệnh à, mà ma nó nhập á người ta uống á thì khỏi bệnh á thì phải gì ạ phải quán tưởng không phải đọc câu thần chú không đâu quán tưởng đi bê cốc nước lên trước mặt trước ngực như thế này và kết cái ấn cát tường này và đọc câu thần chú nguyện chư phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương và thư mấy chữ vào đó à, thư tay cũng được mà lấy hương thư cũng được nhưng điều quan trọng á Chúng ta phải gì? Phải có đạo hạnh Người tu hành phải có đạo hạnh thì Chỉ câu thần chú đó vào Thư cái chữ đó vào Cái người kia uống nó mới khỏi Còn bình thường á tôi cho các vị trì á Cho các vị thư Có thư cả ngày người ta uống vẫn cứ thế đó. Giống như tôi thì, Bây giờ tôi làm không vì cái tâm Tôi uống là vẫn bình thường này Đấy, nó chỉ đã khát thôi, chứ chẳng chứa được bệnh gì. Nhưng mà nói Khi mà chúng ta nhất tâm Chúng ta hướng tâm vào đó mà chỉ Thì nó lại khác Vì ngày xưa tôi đi thì giả Hòa Thượng Đức Pháp Chủ Vào tận trong, trong 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 Nghệ An Nhưng mà cái huyện rất là sâu Cái huyện sâu lắm Phải đi mất từ trung tâm tỉnh Nghệ An Đi vào tới cái huyện đó Nó mất khoảng độ tầm 5 tiếng đồng hồ nữa Đi sâu lắm Ngày xưa chưa đường mòn Hồ Chí Minh Tôi nghĩ là nó đâu cái mạng đường mòn Hồ Chí Minh ấy, đi đường cũ nhưng mà nó vào sâu tít 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 mù đắp. mẹ có ông chủ tịch huyện bị ma nhập mẹ có cái chủ tịch huyện đấy cái huyện quan cuông hay cái huyện gì hình như huyện quan cuông ấy nó tít trong vùng sâu á đi xa lắm từ trung tâm tỉnh và 5 tiếng đồng hồ nữa đường nó cũng xấu đi ông ấy cho người ta ký cho người ta làm một cái lò lò gạch cái lò gạch đấy là ngày xưa Các cụ và ngày xưa là cái đình làng Nhưng mà cái thời chiến tranh là tiêu thổ kháng chiến Là cái đình đem đốt sạch hết đi rồi Đốt sạch đi Thế là cái đất đó thì đẹp Cho nên ông ấy ký cho người ta làm cái lò gạch Ông ký xong người ta đào cái lò gạch Hôm trước Hôm sau mẹ ông tự nhiên Là cái nói làm nhảm càng ngày càng nặng Và đến gần một năm như thế Và điên đến nỗi là không còn biết cái gì nữa Đem đi bệnh viện tâm thần Ờ ở ngoài hà nội này thường tín rồi các thứ cũng không khỏi không tìm được cái gì mà bà cứ nói làm nhảm để cấu xé và tự cấu xé thân thể của mình và bốc những đồ đại tiểu tiện để ăn con không biết gì nữa thế ngày đó tôi đang học ở ngoài trường trung cấp à, hòa thượng đi với lại chọn người thị giả thế các thầy chọn thị giả mà bảo thế bây giờ thị giả chỉ có đạo thịnh là đi theo được thôi. đạo thịnh cẩn thận cho nên là hòa thượng cũng quý cho nên cho đi theo theo cụ vào trong đấy nhưng mà ngày xưa tôi nghiêm khắc lắm à, Đi từ ngoài này vào trong kia phải đến hơn 10 tiếng đồng hồ Đi từ sáng sớm từ 4 giờ sáng à, Mà cho đến tận mấy giờ chiều thì mới đến à, Trên đường nó xa quá như vậy phải vào quán uống nước Vào quán uống nước Hòa thượng ngồi uống nước thì uống cái, cái quả dừa ấy Hòa thượng ngồi uống nước như tôi nhất định không uống Vì ngày xưa tôi tu cũng kiểu như là Gọi là nó 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 nó, nó rắn quá có nghĩa là có khát đến đâu cũng không bao giờ ngồi ngoài quán để uống nước không bao giờ đi vào trong quán để ngồi ngồi cả không bao giờ đấy, ngày đấy ngày đấy là, là gọi là gọi là chấp giới tu như vậy gọi là chấp giới thì giả hòa thượng cái hòa thượng ngồi mình không ngồi hòa thượng uống mình không uống nhìn nước cho đến tuần vào nhà người ta đấy bao giờ đến nhà mới uống nhất định không uống giữa đường và ngày đó tôi ăn một bữa mà chỉ ăn một bữa à, ngày đó là phát nguyện ăn một bữa sáng không ăn tối không ăn à, ngày đó tu cũng ghê lắm không phải đơn giản đâu các quý vị được nhưng ngày hôm nay nó cũng may mắn là có một phần khắc khổ của ngày ấy Chứ ngày ấy mà tôi thì không khắc khổ mà cứ 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 như bây giờ thì chắc bây giờ tôi sẽ teo mất rồi à, công đức là gì cũng ra một phần cái gì khổ hạnh đấy và cái nghiêm nghiêm ngặt bản đối với bản thân ấy, nhất định không uống đã à, đi vào tới nơi thì vào tới một cái là cái bà đã gì đã nhảy bổ ra và cứ kêu với nhảy múa rồi, tình tang trước mặt hòa thượng mình cũng thấy ghê tóc gáy nó cứ thế nó nổi lên tuy không còn tóc nữa mà nó cứ, cứ nghe nó cứ nổi nổi lầm chởm lên lần đầu tiên được thì giả hòa thượng đi bắt ma <laughs> đi chữa bệnh ma chứ không phải đi bắt ma đi chữa bệnh ma nhưng mà hòa thượng cứ như không không có cái gì cả kệ okay. nó cứ nhảy ra nó nhảy múa bà cụ lúc đó cũng phải gần 80 rồi nhưng tự nhiên đến lúc đó nó ra nó nhảy múa nó cứ bảo nó là thần đấy nó là thánh đấy nó là phật đấy nó không sợ ai hết thế này thế nọ nó ra nó nhảy múa và nó bảo cho chết Thế hòa thượng cứ đi vào vào nhà thì đà hòa thượng vào bình thường Đó. ăn cơm ăn nước hòa thượng không nói gì cả thế xong một cái thì hòa thượng bảo là đi hòa thượng lấy ra biết viết mấy cái lấy cắt mấy cái tờ phan hòa thượng viết mấy cái danh hiệu của các vị thần dược xoa À, đại tướng ở trong kinh dược uh, sư ấy. À, cung tỷ La đại tướng, phạt Siết La đại tướng, Ma Si La đại tướng á, à, vân vân đó. đấy hòa thượng viết mấy cái tên đó lên vào cái fan đó. xong hòa thượng bảo tôi đi ra treo à, ở các góc nhà và treo ở trong đàn tràng á. À, treo ra. Treo lên xong khi vào làm lễ. Vào làm lễ thì lễ thì hòa thượng uh, lễ cúng theo cái cách của hòa thượng xong hòa thượng bảo thôi. À, bác đi tụng kinh dược sư và thí thực đi thì mình đi tụng kinh dược sư thí thực xong hòa thượng lễ xong rồi mình tụng kinh thí thực dược sư xong xong hòa thượng bảo là mang cái uh, bảy chân nước ở trên đàn xuống đây trên đàn dược sư á thì lấy xuống thì hòa thượng bảo cho vào một cái cốc to cho vào một cái âu nước to to hòa thượng lấy ba nên hương hòa thượng thư mình mới chả biết cụ làm cái gì nữa xong rồi cụ đọc cái câu thần chú xong rồi bắt đầu Cô mới thư thư mấy chữ và sau rồi cô bảo cái ông con là ông chủ tịch huyện đó đem cho bà ấy uống và lấy cái cành ngâu vẩy nước lên người của bà ấy thế lúc đầu bà không có uống thì hòa thượng bảo là không uống à không uống thì đây lấy cái mấy cái đưa nó ra đây thì hòa thượng lấy cành ngâu hòa thượng vẩy vẩy lên mấy cái nó đang khóc rồi nó đang vật lộn tự nhiên thế nó yên hẳn đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hòa thượng chữa để chữa phong nhập thế <laughs> nó yên hẳn sau rồi yên rồi mà cái thì bắt đầu thì hòa thượng bảo thôi cho nó uống uống xong mà cái nó khỏi ngay tỉnh bơ ngay và khỏi luôn bà cụ quỳ sướng mặt hòa thượng và tạ ơn luôn thằng con trai thấy như vậy cũng khóc rớt nước mắt và khóc tu tu rồi cũng quỳ xuống và lại hòa thượng luôn đây là lần đầu tiên mình thấy gì đó. đem lại cái lợi ích cho chúng sinh người ta đang đau khổ như thế thằng con trai là chủ tịch huyện hà nội nhé mà quỳ xuống chân của hòa thượng để sám hối đấy, và để cảm ơn hòa thượng mẹ khỏi ngay trong trong đàn tràng cơ mà. vừa xong đàn một cái khỏi ngay thế xong đó từ ngày đó về mới là lân bấn cụ mới hỏi gần gần sau này thì giả cụ phải đến hàng năm sau mới dám bạch cụ là ngày xưa là cụ thư cái chữ gì đấy mà nó thiêng thế. thế xong cụ mới dạy cho thì thư mấy cái chữ đấy. đấy mấy cái chữ đấy thư như thế như thế và lúc thư á, phải quan trọng nhất là phải dùng cái tâm thanh tịnh của mình để mà gì mà thư vào cái chén nước ấy cho họ uống chứ không phải thế bắt đầu từ ngày đó là thì hay làm cái 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 đó nhưng tất nhiên không phải ai cũng được tôi thư để cho cho uống đâu tôi phải xem xem cái tâm đã đủ hay chưa cái sự thành kính đã đủ hay chưa thành kính ở đây không phải là là có tiền mà thành kính ở đây là có có người đến cho tôi đuổi lên đuổi xuống năm ba lần đấy mà vẫn cứ lên đó, bao giờ tôi thấy đủ duyên rồi tôi mới gì mới làm cho Tất nhiên với tôi nó chỉ có 3 đến 5 phút thôi Tôi chỉ bỏ ra 3 đến 5 phút là có chén nước để cho họ uống thôi Nhưng mà các vị biết là một chén nước đấy không phải là tôi tiếc 3 đến 5 phút Mà thấy họ đến chùa mà cái tâm chưa thực sự là cầu đạo chưa thực sự thành kính Thì cứ để cho họ thì bao giờ thấy thực sự thành kính đã Đấy cái đứa em của sư cô Tuyết Nghiêm, em con chú, con cô gì đấy lên chùa đến mấy lần mặc dù là em của sư cô trong chùa là đệ tử của tôi đấy nhá lên mấy lần tôi không tiếp nhất định không tiếp cứ bảo gặp tôi bảo tôi đang bận không tiếp nhưng vẫn cứ lên hẹn lên nhiều lần lên nhiều lần như thế xong rồi đến cái lần mà tôi thấy duyên đủ rồi tôi mới xuống tôi tiếp đến thì thấy cái anh chàng nó cứ gật gà gật gù nó cứ như là ngáo đá nhìn nó chẳng còn chút sự sống nào nữa mặt mũi xanh xao vì nhiều ngày không ăn không ngủ đi bệnh viện thì cứ tiêm kháng sinh vào, kháng sinh liều cao và cho nó ngủ nhưng nó cũng, nó có phải là ngủ tốt đâu, nó ngủ đấy nó làm chết đi cái hệ thần kinh mà lâu lâu tiêm lâu như thế, tiêm nhiều và như thế là gì nó thành đơ đơ, nó thành không điên nó thành điên thật và không bệnh nó thành bệnh thật, có cái gì đâu, tôi biết là là nó do mấy tháng trước là nó đi mua những cái đồ gọi là cái cái búp bê Cô thong ấy nó dùng cái bùa chú của gì bên Thái Lan ấy. anh ta đi mua cái búp bê con ma thong về để dùng để chơi và sau khi nuôi nó không tốt chơi không tốt thì nó phản lại cho có cái gì đâu mà thành đơ đơ như thế thì bây giờ muốn giải quyết cái vấn đề đó là phải gì giải quyết cái vấn đề khó lắm không phải đơn giản đâu vì cái búp bê của ma thong ấy thường là nó dùng cái gì dùng cái bào thai của thai nhi á cái ông thầy á ông thầy phù thủy á dùng cái bào thai của thai nhi ấy, nó luyện khi nó luyện rồi á thì thường là có trường hợp là đem nó đem nó tán cái gì nó dùng cái xác thai nhi á thai nhi phải thai nhi có người mẹ là gì người sinh con lần đầu nhá, thậm chí nó còn có bên đấy nó còn có cả một hệ thống thì đi thuê người đẻ để nó thì đẻ hộ lần đầu tiên con gái đồng trinh á, xong rồi á đẻ cái gì nó mua cái thai nhi đó rất là cao thậm chí tính ra tiền việt nam đây là vài tỷ cơ không phải ít đâu để cho nó luyện bùa luyện chú xong khi nó luyện xong rồi á thì có thể gì cái đó nó tán ra thành bột tán ra thành bột và nó chỉ dùng một cái chút bột đó thôi nó ngâm mà nó tẩm nó xấy hoặc nó dùng cái phù phép vào thì cái búp bê cô ma thong ấy và trong đó có cái linh hồn của em bé ấy đó, của cái thai nhi ấy cho nên đó, mà linh hồn của thai nhi thì nó rất là khó bảo rất là khó chữa đó, khó lắm ấy cho nên đó, tôi để phải để cho đến nhiều lần rồi thì tôi mới lên tôi tôi mới xuống tôi mới tiếp tiếp xong mình nhìn cái mình biết ngay rồi cho nên là lúc đó mới lên làm một cái bát nước cho nó uống uống xong một cái thì nó tỉnh táo bình thường nó ấy lại xong rồi bảo nó đi thôi đi về để cái búp bê của ma thong ở đây để thầy giải quyết cho các thứ cho bắt đầu nói như thế bắt đầu nó thay đổi sắc mặt luôn từ cái chỗ mà nó mặt mũi bình thường nó đỏ rực cả lên chỉ trong vòng chỉ có vài giây thôi các quý vị mắt đỏ như là mắt của quan văn trường trong phim ấy đỏ rực lên như thế vài giây thôi. mắt nó đỏ rực lên và nó khóc nó lăn lộn nó khóc lăn lộn nó, nó lăn lộn ra giữa chiếu nó cứ lăn lộn và nó nhìn bố mẹ nó như là một kẻ thù ấy cái khi đó tôi mới mình thấy thế mình bảo thôi không ổn rồi đó. thế chắc là nó có duyên với nhau hai đứa nó có duyên với nhau rồi à, xem ra một chút thì hóa ra là gì nó cũng có duyên với nhau thật đã từng làm anh em với nhau thế thế bảo nó rồi, rồi thuyết pháp cho nó nghe lấy giáo lý nhân quả đạo phật về luân hồi nhân quả đạo phật thuyết cho nó nghe khoảng độ năm 10 phút gì đó xong rồi bảo thôi thì bây giờ thì con quy phật đi nói đến quy phật nó vui hẳn mắt hết đỏ lại trở lại bình thường và quy phật quy phật xong một cái thì bảo thôi bây giờ thế này âm dương cách biệt các con dù là anh em với nhau nhưng cũng không thể nào mà sống với nhau một bên gì một bên tối một bên sáng âm dương cách biệt như thế thì bây giờ con phải đi đầu thai đi thoát hóa đi đầu thai thì mới có cơ hội anh em gặp được nhau ở trong kiếp này hoặc kiếp sau cho nên tôi về bảo cái bố mẹ nhà nhà ấy phải phải mua hẳn một cái 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 khu đất đem cái búp bê cô ma thong ấy mua cái tiểu thật đẹp và đem chôn ngay bên cạnh cái cái khu đất ở trong trong cái khu mộ của tổ tiên nhà mình và thờ cũng bình thường như là con của mình nhân duyên cái này chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi đó. tôi thì không biết rõ được điều đó nhưng mà nhờ Phật Bồ Tát gia trì cho nên cũng có cái cảm nhận được cái đó Cho nên bảo đây là cái nhân duyên của anh em chúng nó gặp lại nhau cũng là một cái nhân duyên đi về làm được cái điều này và phát nguyện bố mẹ cũng phát nguyện ăn chay phóng sinh tu phúc. Đó. thằng cu con kia cũng phải gì ạ, thằng cu kia cũng phải về phát nguyện tụng kinh địa tạng 21 ngày thì mới khỏi. Nhưng mà tôi nói luôn là về trong vòng á 3 đến 5 ngày đầu là khó lắm đấy, khó bảo lắm đấy nhưng mà phải bắt nó vào để tụng. Nó không tụng được á, thì cũng bắt nó vào mà ngồi ở đấy, mắt nó nhắm lại thì phải căng mắt nó ra để cho nó nhìn chữ. Không được để cho nó cho nó ngủ trong vòng 3 đến 5 ngày đầu. Không được để cho nó bỏ đi đâu trong 3 ngày đến 5 ngày đầu đúng quả thật đi về về trong hai ba ngày đầu này nó lên là nó nó lên thì bố bố mẹ nó ép nó lên nó cứ lên lên rồi nó ngủ. Lên thế đấy là nó ngủ nó cứ gục gà gục gật nó ngủ nhưng mà ngủ thì bố mẹ nó lại gì lại dựng nó dậy. À, thế vượt qua đến 3 ngày thế nó từ 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 tỉnh táo lại dần và hết ngày thứ năm nó như cái bình thường và đọc kinh qua 21 ngày khỏi đi làm bình thường không còn gì nữa cả. Cho nên tôi mới nói gì Đối với kinh địa tạng này Hàng trung căn, hàng hạ căn, hàng thượng căn Ai đến với Phật Ai đến với Bồ Tát cũng đều có lợi ích hết Nếu chúng ta giữ chọn được cái niềm tin ở Trong gì? Trong tâm này Đấy chúng ta thấy Qua là những cái câu chuyện thiết thực Như vậy chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp không phải chỉ là độ những cái gì nó siêu hình siêu nhiên về đời sau mà được ngay tại trong cuộc sống này hiện tại đời sống này chúng sinh nào khổ nếu mà nhất tâm cầu phật phật bồ tát gì liền tùy tâm tùy nguyện tùy cầu của chúng sinh để mà mà báo đáp lại cái tâm nguyện khiến cho họ để được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm khiến cho họ hoan hỷ khiến cho họ khoái lạc khiến cho họ có niềm tin vào vào đức phật vào đạo phật của chúng ta cho nên ở đây chúng ta mới thấy nói bồ tát địa tạng khi nghe gì đây tôi nói về khi đó là ngày chưa thành bồ tát nhưng chúng ta cũng có thể nói là bồ tát được rồi phát cái tâm rộng lớn như thế tức là bồ tát rồi tiền thân của bồ tát địa tạng lúc đó thì ngài phát nguyện rộng lớn mà trải qua gì thời gian bất khả thuyết bất khả thuyết tức là lâu lâu xa bất khả thuyết là chẳng thể nói đơn giản nếu chúng ta dịch là bất khả thuyết bất khả thuyết dịch là chẳng thể nói chẳng thể nói thì nghe nó rất là gì nghe nó không còn trang trọng nữa nghe nó không còn trang nghiêm nữa nghe nó không còn thành kính nữa và nghe nó gì nó không còn là đa nghĩa nữa cho nên trong ngũ chủng bất phiên của phật giáo người phiên dành cho những người phiên dịch kinh điển đó là gì đa nghĩa bất viên là thuần cổ bất viên cái gì nó thuần, thuần cổ rồi á ví dụ như trước đây là gì chúng ta tuyên niệm là nam mô bản sơ thích ca mâu ni phật thì bây giờ lại có một cái à, hòa thượng thì là nam mô phật bản sơ thích ca mâu ni nghe nó lại trái ra nhưng mà thôi thì hòa thượng cũng là người có đạo cao đức lớn cho nên mọi người không muốn nói mọi người không muốn nói từ xưa đến giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta hơn 2.000 năm nay ai cũng nam mô bản sơ thích ca mâu ni Phật là miền Bắc. Miền Nam là nam mô bổn sơ thích ca mâu ni Phật là miền Nam. Nhưng bây giờ thì cái... à, có một hệ phái hòa thượng để nam mô Phật bản sơ thích ca mâu ni Phật nam mô Phật bổn sơ thích ca mâu ni. À, chúng ta thấy đây là trái với gì ạ? Trái với cổ. Còn ngày xưa các cụ phiên dịch là gì? Thuần cổ bất phiên. Tức cái gì thì nó nó phù hợp với gì các bậc cổ đức ngày xưa người ta dịch người ta suy nghĩ tính toán và gì đầy đủ rồi á thì để nguyên như thế gọi là thuận cổ bất phiên đa nghĩa bất phiên và gọi đó, cái đa nghĩa tức là nhiều nghĩa thì không được phiên dịch với từ bát nhã ba la mật đa tâm kinh á là không được ý. nó rất là đa nghĩa không thể dịch từ bát nhã ba la mật đa tâm kinh từ bát nhã là trí tuệ ba la là rộng lớn chứ tâm kinh À, tâm kinh có người là gì nghịch là à, lòng kinh à, trí tuệ rộng lớn mênh mông nghe nó chả ra thế nào cả cái từ người ta bát nhã ba la mà đã tâm kinh thì nghe nó trang trọng nghe nó thuận cổ và nghe đi nghe nó, nó rất đa nghĩa Chứ không thể dịch là à, kinh trong lòng này trong lòng à, à, kinh trí tuệ trong lòng này rộng lớn không thể dịch như thế được vân vân hay ví dụ như câu thần chú Vãng sinh chẳng hạn Nắng mổ a, a di đã bà giả đã giả dạ, đã giả dạ, đã thì dạ, tha di lễ đô bà tỳ chẳng hạn đó. Hoặc là câu thì Câu yết đế yết đế Của bát nhã Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát và ha ma ba, bát nhã ba la mật đa chẳng hạn nếu dịch ra nghĩa nó giờ đi mau đi mau 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 đi mau 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 đi mau mau đi đến bờ bên kia nếu mà đọc, đọc câu thần chú là gì? Mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi, mau đi mau, đi mau đến bờ bên kia. Như thế nghe nó còn gì nữa không? Nhưng mà chúng ta dịch về yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma bát nhã ba la mật đa. Chúng ta thấy gì? trang trọng, linh thiêng. Đó gọi là, gì? đó gọi là, gọi là gì ạ? Đó gọi là cái mật chú đó gọi là, lúc nãy gọi là gì nhỉ? Từ tiếng Hán nó gọi là bí mật bất phiên à, thần chú gọi là bí mật bất phiên cái này nó thuộc về bí mật thần chú Phật với Phật mới hiểu được phàm phu tục tử chúng ta hiểu làm sao được lấy cái nghĩa để hiểu làm sao được thần chú của Phật mà đi, đi đòi đòi đi dịch gì đi dịch thần chú nếu dịch thần chú là đi mau đi mau 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 đi mau 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 đi mau đi mau tới bờ bên kia tức là bờ rác đó dịch ra thì nó như thế đấy yết đế yết đế đi mau đi mau ba la tăng yết đế mau 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 đi mau đó, đó. bồ đề tát bà ha ma bát nhã ba la mật đa mau mau đi mau đi mau tới bờ bên kia đó, dịch như thế thì chúng ta nghe đó cho nên gọi là bí mật bất phiên trang trọng bất phiên thuần cổ bất phiên đa nghĩa bất phiên đó, chúng ta thấy Đấy là những cái quy tắc à, dịch kinh à, Quy tắc dịch kinh, quy tắc dịch kinh của gì? của chư tổ ngày xưa Cho nên đấy chúng tôi mới giữ để nguyên cái chữ à, Trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp Mà Ngài Địa Trạng vẫn còn trụ trong ngôi vị Bồ Tát cái từ bất khả thuyết bất khả thuyết này nghĩa là gì là không thể nói hay là không thể nghĩ bàn Tức là chỉ cho cái thời gian vô số ức kiếp Là không thể nói ra hết được Không thể tính toán hết được Cho đến ngày nay Bồ Tát Địa Tạng vẫn ở trong Trong ngôi vị Bồ Tát Đó, Chúng ta thấy Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Muốn hành Bồ Tát Đạo để thành Phật ở đâu có phải là nhanh đâu Không phải dễ đâu nên Chúng ta tu đừng có nghĩ rằng Các sư phải như thế này Các sư phải thế nọ Các sư phải thế kia Tại sao chúng ta không nói là mình phải thế này, mình phải thế nọ, mình phải thế kia đi? Đúng không? Nghiệp tính của chúng sinh nó đều mênh mông rộng lớn. Có những người vào đạo tu ai mà chẳng muốn cho nó tròn quả tu các quý vị, nhưng cái nghiệp cái nghiệp của họ nặng. Cho nên vào chùa 2 3 năm, một vài năm họ không tu được, họ đi ra đời, họ con trai lại về lấy vợ, con gái lại về lấy chồng. Chúng ta thì cũng đừng có miệt thị họ. Bình thường với họ đi. Không sao cả. À, chúng ta thấy bên Thái Lan đấy mà họ còn cho tu giao duyên bắt đầu vào chùa tu á à, lớn lên là phải vào chùa tu được thì một năm hai năm đến ba năm tu càng lâu trong chùa về xã hội ạ càng có địa vị cao à, riêng bên Thái Lan á càng tu lâu trong chùa đi ra ngoài xã hội ạ càng được trọng vọng à, chúng ta thấy Thủ tướng Thái Lan cũng phải đi tu Đức vua Thái Lan cũng phải đi tu À, từ đức vua trở xuống đều phải đi tu thì mới có địa vị trong xã hội à, cho nên cái thái lan đó, nó vẫn còn theo cái chế độ à, gọi là quân chủ lập hiến cho nên họ vẫn tôn trọng đức vua lắm kể cả thủ tướng lên làm thủ tướng đến trước đức vua khi được nhận được, được nhà được nhân dân bầu làm thủ tướng rồi vẫn phải đến quỳ dưới chân của quốc vương để xin ban phúc À, và quốc vương và sư á, khi lên vua lên nhận ngai vàng á, vẫn đến quỳ dưới chân gì à, của vị cái hòa thượng à, cao nhất của giáo hội phật giáo thái lan á, để xin ban phúc à, để xin chúc phúc thủ tướng cũng vậy những người to nhất của đất nước thái lan khi lên nhậm chức đều phải đi đến trước những vị tăng những vị tăng thống à, chứ đến trước cái hội đồng tăng thống Nhưng có một cái một vị lớn nhất đó là vị tăng thống chứ mình thì gọi là gọi là uh, ban uh, là hội đồng chứng minh á là to nhất thì người đứng đầu hội đồng chứng minh là đức pháp chủ còn hội đồng trị sự á là to thứ hai thì đứng đầu là hòa thượng chủ tịch à, mình thì có hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự bên kia họ có hội đồng tăng thống à, thì đức tăng thống á giống như đức pháp chủ của hòa giáo việt nam chúng ta đó à, sẽ ban phúc cho họ chúc phúc cho họ khi mà họ lên lên quán đỉnh làm vua hoặc lên làm thủ tướng vân vân. Đó cho nên ở bên Phật giáo Thái Lan chúng ta thấy cái chuyện vào chùa đi tu là cái trách nhiệm của mọi người dân. Đặc biệt là con trai. Ai mà không vào chùa đi tu ra ngoài đời đi xin việc, cầm cái hồ sơ đi xin việc á, nếu mà chưa có cái dấu của cái vị chủ trì đó công nhận là đã tu ở trong chùa mấy năm, mấy năm rồi đó Đi hết các nơi Gần như không xin được việc Không xin được việc tốt Đặc biệt vào các cơ quan công sở nhà nước Và các doanh nghiệp à, Lớn do gì? Do người Thái Lan làm chủ Không xin được Đó à, cho nên đó, Cái việc đi tu ở Việt Nam chúng ta thì Đặc biệt miền Bắc chúng ta cứ nặng nề Đi tu mà bỏ về là, là khủng khiếp lắm Có một cái gì đó là ghê gớm lắm Là kinh khủng lắm là việc coi thường bị miệt thị thậm chí bị mọi người xa lánh à, nhưng mà không sao đâu chúng ta phải biết rằng cái nhân duyên thời đức phật còn tại thế đã có nhiều người xuất gia rồi không tu được thì đức phật cũng an thì cho ra ngoài đời sống bình thường mà à. bình thường trong cái việc đó đạo phật chúng ta đức phật coi cái việc đó bình thường họ vào đạo không tu được thì đi ra có gì đâu họ xin ra nhưng đừng có phá binh mà phải tội à cũng giống như ở ngoài xã hội người vào xin vào đảng chẳng hạn khi họ vào không thấy ăn là không thấy gì em lấy thì cho họ xin ra khỏi đảng có sao đâu Có ai phạt đâu không ảnh hưởng gì cả chúng ta phải nhìn thoáng hay như thế nhìn chuẩn mực như thế trong giáo lý của đức phật là cho phép như vậy đó. cho nên chúng ta thấy những người mà họ xuất ra rồi không tu được họ ra về rồi kệ họ làm gì mà phải miệt thị làm gì mà phải nặng nề cái chuyện đó không nặng nề rồi chúng ta lại bảo đi tu thế này thế nọ thế kia các vị biết mấy cái vụ mà sĩ căng đan vừa rồi của giáo hội á trong sâu thẳm của nó đều có vấn đề hết thế ừ. cái, cái vụ này đầu năm sư đánh nhau ở trong 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 thiền viện phước sơn điều tra ra đâu có phải mấy sư thật đâu mấy sư giả đấy chứ giáo hội điều tra ra không có những vị sư nào có tên như thế và có chứng điệp như thế báo chí nhảy vào làm mầm mầm lên và dân tình đặc biệt kể cả phật tử mình không cần biết đúng sai làm sao cứ thấy là gì mặc áo vàng ở trong chùa đó là sư cạo tóc mà áo vàng ở trong chùa là sư và đánh nhau đó là sư đánh nhau rồi đưa lên mạng với nhau chửi gì chả thiếu một cái câu gì nữa sư thế này sư thế nọ sư thế kia giáo hội thế này giáo hội thế nọ giáo hội thế kia vân vân nhưng nhờ các cơ quan an ninh với lại giáo hội bắt tay và điều tra ra họ có phải sư đâu không phải sư nhưng mà chúng ta biết là gì? các cụ ngày xưa nói là cái gì cái gì cái gì vạ cái gì má sưng ấy nhỉ cái gì vạ hiểu được vạ chả rõ thế nào cả cái gì tôi hay nghe cái gì nói thì lâu lâu cũng chả nhớ ừ. Ừ, cái gì vạ má cũng sưng ấy <laughs> đấy có nghĩa khi mà mà tìm hiểu được ra rồi thì xã hội lên án mà chửi hết rồi bây giờ đấy công nghệ 4.0 hay mấy chấm không gì đó nó cứ đưa lên facebook một cái là nó chửi chửi rau hết chửi sạch đấy, chửi từ lớn đến nhỏ chửi từ gì các hòa thượng à, đạo cao đức hạnh cũng lên những cái thầy tu phạm giới phá giới chửi tất nó chửi cái bọn sư cái bọn đầu chọc thế này thế nọ thế kia thế là chửi tất còn gì nữa đó thế chúng ta có con có cháu như thế bảo bảo chúng nó bảo các con các cháu chúng ta nó lên mạng mà thấy những cái thông tin gì mà nó xấu nó nói về liên quan tới các sư hay liên quan tới các lãnh đạo đảng nhà nước gì, gì 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 đó hay là lãnh đạo ở thế giới chúng ta cũng phải tìm hiểu đó đừng có vội nghe mạng bây giờ nó nó tin vịt nhiều lắm tin lá cải nhiều lắm nó không chuẩn đâu mà không thậm chí nhìn nó như thế đó nhưng mà thực tế ở trong nó còn uẩn khúc nhiều thứ lắm à. biết là nó là giả đấy nhưng mà bảo gì bảo ngành an ninh công bố ngành an ninh bảo là không tìm thấy nó không tìm thấy tên nó ở đâu không biết nó ở đâu nữa để để công bố có nghĩa là có gì đánh một cái dấu gì rồi hỏi vào đấy nhiều vấn đề lắm các quý vị cho nên thôi chúng ta cũng biết là vậy thôi chỉ biết rằng các cụ ngày xưa chúng ta nói rồi thôi mình đi tu thì phải chịu nhẫn thôi phải chịu nhục thôi đức phật bảo là nhẫn nhục ba la mật mà vì sao đức phật lại nói là phải nhẫn nhục ba la mật hành bồ tát đạo là phải gì phải bố thí ba la mật chỉ giới ba la mật nhẫn nhục ba la mật tinh tiến ba la mật thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật à, từ ba la mật có nghĩa là gì là rộng lớn là tới bờ bên kia ba la mật là tới bờ kia là rộng lớn là tới bờ bên kia à, ví dụ như bố thí ba la mật tức là đem cái sự bố thí tài thí pháp thí vào vô ý thí ấy một cách là rốt ráo không chỉ cầu cho bản thân mình mà gì? mà nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát giác ngộ tới bờ bên kia đó là giải thoát giác ngộ đó gọi là bố thí ba la mật vì cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh mà hành hạnh bố thí đó gọi là bố thí ba la mật không vì tu tập cho bản thân mình được sinh thiên hay là được giải thoát chứng quả la hán một mình cho bản thân mình mà vì tất cả gì làm khuôn phép cho tất cả chúng sinh khắp trong gì trong mười phương thế giới mà chỉ giới thanh tịnh đó gọi là chỉ giới ba la mật không phải vì là gì đó. không phải vì mình nhìn mình chịu nhục để được ăn được mặc được được người ta cho à, cơm ăn cho nhà ở cho áo mặc cho nước uống vân vân cho tiền tiêu mà mình chịu nhục, mà mình chịu nhục ở đây là vì vì cầu đạo vô thượng Bồ đề, vì làm á à, khuôn mẫu làm nền tảng làm rường mối cho tất cả chúng sinh nương vào, cái hạnh này á để mà nhẫn, để mà chịu. Nhẫn đến thì xả bỏ cả thân mạng để làm cái biểu pháp cho chúng sinh á mình cũng gì cũng nhẫn cũng chịu cho nên gọi là nhẫn nhục ba la mật không phải vì tinh tiến để cầu cơm ăn áo mặc cầu có tiền tiêu nhà lầu xe hơi vân vân mà tinh tiến ở đây làm tất cả các việc thiện bỏ tất cả cái việc ác để làm gì làm nền tảng làm khuôn mẫu làm một gì một cái căn nhà lớn mênh mông dung chứa vô lượng chúng sinh ở trong đó được an lạc, được thánh thơi, được giải thoát, được thoải mái, mà tinh tiến hành bổ tát đạo, tu tập thiện nghiệp, đoạn trừ các ác, đó gọi là gì? gọi là tinh tiến ba la mật. Không chỉ vì tu tập cho bản thân mình à, ngồi chơi chơi ở một chỗ ở trong rừng sâu núi thẳm, mà vì muốn cho tất cả chúng sinh đều được cái, cái tâm an định, cái tâm không động loạn và cái tâm gì? cái tâm hiểu Phật Pháp như lý như Pháp để tu hành giải thoát giác ngộ để mà gì mà tu tập thiền định đó gọi là thiền định ba la mật không chỉ vì một mình mình cầu cái trí tuệ nhỏ nhoi ở thế gian kiến văn giác chi ở thế gian đó mà vì gì muốn khai hóa cho tất cả chúng sinh cho nên đó, là cầu cái trí tuệ vô thượng của Phật đó. cho nên đó vì đó mà mà học tất cả các pháp Không phải chỉ dừng lại ở chỗ thì sáu pháp ba la mật Mà học thì tất cả các thiện pháp chưa học Bồ Tát nguyện sẽ học đó. Tất cả các ác pháp chưa bỏ, chưa biết Bồ Tát gì Học để biết và học để bỏ Và học để gì Để biết rõ, để dạy các chúng sinh biết và bỏ những pháp ác Học để gì, để biết và hành những pháp thiện cho nên đó gọi là gì? đối với các vị Bồ Tát thì không chỉ dừng lại ở một bộ kinh ví dụ như mà nếu bảo chúng ta bảo là chỉ được học ai theo thì theo tôi chỉ được học một bộ kinh địa tạng á là tôi thì tôi sai với quan điểm của Phật Bồ Tát rồi tôi mà dạy các Phật tử chỉ được chỉ một bộ kinh á vô lượng thọ tôi cũng sai với quan điểm của Phật Bồ Tát rồi cho nên quan điểm của tôi thì học bộ kinh nào dứt điểm bộ kinh đấy thì không phải là chỉ học bộ kinh. Ví dụ 7 năm chúng ta học bộ kinh vô là địa tạng này, cho các Phật tử sơ cơ thì 7 năm trời, hai lần giảng xong rồi bây giờ lần này lần thứ ba giảng kinh địa tạng. Và tới đây thì sẽ giảng bộ kinh vô lượng thọ ở trên núi cho các Phật tử chuyên tu, thì trên núi sau này sẽ chỉ vô lượng thọ. Chứ không phải là ai mà địa tạng thì không được học vô lượng thọ nữa, không phải. Hoặc là ai học vô lượng thọ rồi thì về nhà không được tùng kinh địa tạng nữa không đúng, à, có nghĩa là lên trên núi thì chỉ vô lần thọ, nhưng mà về nhà thì vẫn tùng địa tạng được không sao? hoặc là về khai nguyên về Quân lâm đê và hệ thống chùa thì các chùa khác của đạo tràng chúng ta vẫn tùng địa tạng bình thường. À, vì nơi đó là dành cho hàng căn cơ bậc gì, bậc thượng, à, bậc trung và bậc hạ. còn lên trên tản viên là dành cho bậc căn cơ bậc gì, bậc trung và bậc thượng rồi. Ừ. tu tập lên một bậc thì cao hơn rồi rồi còn sau này không chỉ dừng lại ở đó nếu đủ duyên thì còn pháp hoa nữa còn di đà nữa còn quán vô lượng thọ nữa còn pháp hoa nữa đó chứ nếu mà tôi cứ nghĩ là chỉ được giảng bộ kinh vô lượng thọ hay bộ kinh địa tạng tôi đi vào gọi là sẻn pháp rồi không đúng với lời dạy của phật nếu chỉ một bộ kinh mà đổ được tất cả các căn cơ của chúng sinh thì phật phải nói ra các kinh này làm gì phật không phải nói các kinh khác để làm gì cả À, có người dẫn chứng bảo hòa thượng tỉnh không bảo trí được học bộ kinh vô lượng thọ không được học bộ kinh khác học kinh khác là tạp à, nghe hòa thượng giảng mà chẳng hiểu cái gì cả thế các vị thử đi nghe lại khi hòa thượng giảng kinh địa tạng xem hòa thượng hết mực tán thán kinh địa tạng hòa thượng nói rằng bất cứ đạo tràng nào tôi xây dựng ở chùa cảnh xây dựng đạo tràng á thì cái bộ kinh duy cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là kinh địa tạng thế có nghĩa là kinh địa tạng lại là, là số một là gì nữa à. Rồi khi hòa thượng giảng về gì? Về lăng nghiêm. À, ừ, hòa thượng giảng hoa lăng nghiêm. Hòa thượng cũng nhất mực khen về gì? Lăng nghiêm. Khi mà hòa thượng giảng về hoa nghiêm, hòa thượng hết mực khen về hoa nghiêm. Ấy Phật cũng thế. Phật giảng về kinh nào, Phật hết mực khen kinh đó. Bây giờ Phật giảng pháp hoa, Phật bảo là vua của các kinh. Phật giảng bát nhã, Phật bảo bát nhã là mẹ sinh ra thế các đức Phật. À. Rồi Phật giảng di đà, Phật nói về mười phương chư Phật là gì? Tán thán khen ngợi Kinh này là gì? Là kinh gì? Rất khó tin Ai tin được thì sẽ được vô lượng công đức Vậy kinh này là gì? là bậc nhất Đó. Giảng kinh vô lượng thọ Đức Phật cũng nói gì? Đức Phật cũng nói là kinh vô lượng thọ là Là bậc nhất Đó. Giảng kinh kim cương Đức Phật cũng nói kinh kim cương cương là bậc nhất Rồi giảng kinh thắng man Đức Phật cũng nói kinh thắng man là bậc nhất rồi giảng kinh gì Đức Phật nói kinh đó thì đều là bậc nhất nhất ở đây là nhất với gì cái căn cơ của chúng sinh ai có duyên ví dụ người có duyên tu thiền thì thường họ là thích nghe cái kinh kim cương và kinh bát nhã thì đối với người tu thiền kim cương và bát nhã là bậc nhất rồi còn người tu trình độ chúng ta thì chúng ta biết là di đà rồi à, vô lượng thọ và quán vô lượng thọ là bậc nhất thì những cái bộ kinh đó là bậc nhất bây giờ thì tôi lại thêm một cái bộ tu tình độ là thêm bộ kinh địa tạng vào nữa ngày xưa các tổ chỉ nói là tu tình độ là chỉ có tình độ tam kinh tức là có ba bộ kinh thôi di đà vô lượng thọ và quán vô lượng thọ bây giờ theo đại tràng chúng ta tôi lại thêm một bộ kinh địa tạng này vào nữa cũng là để tu tịnh độ chúng ta tụng địa tạng để hiểu được sâu về lý nhân quả tội phúc Lo tri ân báo ân công đức ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp nội ngoại hai bên Tri ân công đức cha mẹ sinh thành dưỡng dục ở đời nay Và tri ân tổ quốc Tri ân gì? Chúng sinh, tri ân bạn bè vân vân Tất cả mọi người chúng ta đều tri ân Đều sống một cách hài hòa Làm những người Phật tử thuần thành Sống ở trên đời này và đem lại sự an lạc thanh tịnh Ngay trong cuộc sống này, ngay trong gia đình của chúng ta các cụ ngày xưa nói gì? gia hòa vạn sự hưng mà cho nên gia đình mà không hòa thuận thì chúng ta có tu thì có đi chùa tu đến thì đến 50 năm nó vẫn cứ như thế thôi các quý vị trong khi gia đình chúng ta không tu cứ bảo đến chùa mới tu đến chùa tùng kinh niệm phật là tu không phải nhầm mất rồi các phật tử chúng ta ai mà hiểu cái điều như thế đang hiểu như thế là chúng ta đang hiểu lầm với giáo lý của nhà phật rồi hiểu quá xa với giáo lý lời dạy của đức phật rồi cho nên không phải là không có Tự nhiên các cụ chúng ta ngày xưa lại nói thứ nhất Khó nhất là tu tại gia Thứ hai tu chợ Thứ ba tu gì Tu chùa Khó nhất là tu tại gia Thứ hai tu chợ Thứ ba tu chùa Thường người ta nói rất là gì Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tu chợ Thứ ba tu chùa Đấy. Cho nên đối với các Phật tử chúng ta là Cái gia đình chúng ta phải là cái cái đối tượng tất cả những người thân để đối tượng cho thì chúng ta tu đã coi tất cả người thân chúng ta như bồ tát để mà kính lễ để mà mà gần gũi để mà đối xử với họ như một vị bồ tát nếu đối với cha mẹ cha mẹ còn sống coi cha mẹ chúng ta đó là hai vị phật đã, hai vị phật đang hiện hữu để mà lễ kính để mà hầu hạ để mà làm tròn cái đạo hiếu của đứa con của người con thì đó là gì tu tại gia đó các quý vị Vợ đối với chồng phải như thế nào Ngược lại chồng đối với vợ phải tu ra sao Phật dạy ở trong gì Rõ trong kinh điển rồi các vị giờ về Giờ quyển một của Phật học phổ thông ra Sẽ thấy gì Phật dạy dẫn trong cái gì Trong kinh điển ra Phật dạy rất rõ Bốn phần của người chồng đối với vợ phải làm sao Và vợ đối với chồng phải làm sao Con cái đối với bố mẹ phải làm sao Và ngược lại bố mẹ đối với con cái Cũng phải làm sao Phật dạy hết rồi các quý vị Và chúng ta cứ thế đem và áp dụng thực hành Đó là tu còn gì nữa Tu là sửa những thói hư tật xấu mà Tu là thay đổi những cái Việc làm xấu ác Trước đây chúng ta thì thường làm mà Đó Chứ không phải là tu là nó xa vời dịu vậy ở tít trên mây đâu các quý vị Chứ không phải là ở chùa mới là tu đâu đến Nhưng chúng ta nghe Pháp tụng kinh niệm Phật a di đà Phật đi kinh hành nếu mà tu tất nhiên đấy là tu nhưng mà nếu ở nhà chúng ta không có cái gốc căn bản tu á, Chúng ta càng đến chùa càng tu Càng để cho xã hội họ quay thưởng Phật giáo chúng ta Đó Ví dụ như chúng tôi chẳng hạn Lên trên tòa giảng này mới tu Ngồi trên bục giảng mới tu Hoặc lên trên chùa cọ bó tùng kinh mới tu Còn ở dưới chùa Chửi dân nó như ngoé Ăn thịt uống rượu Làm những việc sai trái bẩn thỉu Thì chúng ta biết Có ai tin chúng tôi không Lên tòa giảng nói cho dù nói hay đi chăng nữa Nói có gì con kiến ở trong lỗ cũng phải chui ra đi chăng nữa Nhưng mọi người có tin không? Không tin Càng nói hay Họ càng gì coi thường chúng tôi hơn Nếu như chúng tôi là con người như thế đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng Muốn cảm hóa được người khác Thì mình phải thì phải lo tu trước tiên đã Chúng ta cũng vậy Muốn cảm hóa được chồng con Muốn cảm hóa được vợ con Muốn cảm hóa được bố mẹ Muốn cảm hóa được các con Muốn cảm hóa được gì họ hàng nội ngoại cảm hóa được người thân cảm hóa được bạn bè hàng xóm láng giềng trước tiên chúng ta phải tu làm sao cho gì cái tâm mình nó gì nó chính ra cái miệng mình nó nói gì những lời gì nhẹ nhàng những lời đúng sự thật những lời gì không theo dệt những lời không không ác khẩu đã ừ. cái thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi bất cứ chỗ nào cũng có oai nghi phép tắc đó không có bà chỗ nào cũng ngồi đến gặp đối trước các cụ mà gì? đi gặp các cụ lớn mà chúng ta mặt cứ vênh lên đó. gặp các cụ cao tuổi chúng ta cứ vênh lên đó. người ta phải hỏi con cái nhà ai đấy Bảo con nhà nhà đấy nhà đấy đấy người ta bảo gì? cái đồ mất dạy cái đồ vô học thế sao đấy bố mẹ chúng ta nghe được thì sao đau lòng chứ sao nữa Cho nên chúng ta muốn dạy được con dạy cháu thì chúng ta phải là người tu trước, chúng ta tu trước, tu ở từ khẩu nghiệp đến thân nghiệp đến ý nghiệp của mình ba cái đó đều đều phải tu hết, đều phải tu hết, đều phải sửa hết các quý vị, đem cái niềm vui tiếng cười ở trong mái ấm gia đình chúng ta nhân rộng ra cho đến hàng xóm láng giềng. thì người ta hỏi ra, ơ tại sao? Trước đây cái gia đình nó suốt ngày cãi nhau lục đục chửi nhau đánh nhau từ khi nó đi chùa quất lâm đến bây giờ nó về là như thế nó thay đổi hẳn. Thì người ta phải đưa ra một câu hỏi tại sao đến chùa quất lâm học được cái gì? Xong người ta lúc đó người ta tò mò người ta hỏi thế các ông các bà hay là các anh các chị các cô các bác đến chùa quất lâm học được cái gì đấy? Thế bảo bác cứ đến đi hoặc là ông cứ đến bà cứ đến cùng cứ đến đi đến vào những cái khóa tu khóa giảng như này nghe thầy nghe thầy chùa họ giảng kinh thuyết pháp cho nghe xem đó có hợp hay không có học được cái gì hay không và họ đến họ thấy chúng ta thay đổi rồi đến họ được thấy được nghe các sư ở trên chùa thuyết pháp giảng kinh tuyên bày lý đạo của phật khai hóa cho họ họ được hiểu ra họ nói, à đi chùa là như thế hóa ra đi chùa là như thế trước đây mình cứ tưởng đi chùa là gì đến chùa là chỉ có tùng kinh niệm phật bao nhiêu cái tốt của các sư của giáo hội á thì có thấy mấy là báo chí rồi mọi người chia sẻ trên facebook hay trên mạng xã hội mấy đâu nhưng cái xấu ấy, chỉ một người một vị sư làm xấu cả nước biết chỉ trong vòng ấy, vài giây thôi các quý vị vài phút sau vài tiếng đồng hồ sau thì thôi rồi ẩm 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 ra luôn các quý vị nhưng mà một vị sư đi truyền kinh giảng đạo mười năm hai mươi năm chẳng mấy người biết đến cả một vị sư làm việc xấu được đăng lên trang mạng xã hội cả nước biết cá thế giới biết họ lao vào chửi chửi các sư chửi giáo hội chửi tất tần tật những người tu hành là bọn này bọn nọ rồi bọn này bọn nọ rồi sư bây giờ thế này sư bây giờ thế nọ sư bây giờ thế kia rồi bọn đầu chọc bọn ăn bám xã hội đủ các thứ những cái lời nào xấu xa nhất họ đều mang lên đòi chửi nhưng thôi chúng ta không phải vì đó mà gì Mà phiền não Cũng không phải vì đó mà chúng ta đau khổ Không phải vì đó mà chúng ta thì không tu nữa Càng như thế chúng ta càng phải tu hơn Càng như thế chúng ta càng phải Chứng minh cho xã hội rằng Con sâu làm dầu nổi canh thôi Còn á, bản thân Của giáo hội, của đạo Phật chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện Nhưng chúng ta biết khi mà nó có tổ chức lên rồi Thì đương nhiên phải có kẻ này, người khác trong gia đình của chúng ta để ra hai đứa con là ba đứa con chúng ta còn biết có đứa thì rất ngoan hiếu thảo nhưng có đứa thì gì nó bất hiếu ngỗ nghịch nào có không có không các quý vị có hai đứa con thôi nhưng một đứa thì gì hoàn toàn là gì hiếu thảo cung phụng hiếu dưỡng ông bà cha mẹ đối xử với bạn bè anh em nội ngoại ruột rà là gì không có một cái điều tai điều gì để để mà chê trách được nhưng lại có một đứa lại hoàn toàn là ngược lại nó về đến nhà ngày nào là khiến cho mình phiền não khiến cho mình đau khổ ngày đó không chỉ nó làm mình đau khổ mà hàng xóm láng giềng họ hàng bạn bè đều gì đều nói rằng nó thế này nó thế nọ nó thế kia nó nó gì mất dạy nó thế này thế nọ mày không dạy được nó thế này nó thế kia làm cho gì mình cũng đau khổ lây làm cho mình tủi nhục lây Chúng ta thấy không? Hai đứa con Mà còn đứa được đứa mất Mười nhà thì may mới được hai ba nhà toàn vẹn Được hai đứa, đứa cả hai đứa con ngoan Nhưng còn bảy tám nhà gì? Đứa được đứa cái Tức là đứa được đứa mất Có khi là hai ba nhà thì mất cả hai luôn Các quý vị thấy không? Nó nghiện ngập Cờ bạc, rượu chè, gái gú làm tan nát không chỉ gia đình của nó mà làm tan nát gia đình của người khác nhưng xã hội có ai biết đâu nó không ai chửi nó cả nhưng mà một vị sư có vấn đề gì đó nó chửi luôn nó chửi ráo luôn đó cho nên chúng ta phải biết cái gì đó thôi ví như chiếc áo trắng mà đức phật nói ví như chiếc áo trắng chúng ta mặc ra đường nếu bị một vết nhơ người thấy sẽ biết ngay còn ví như chiếc áo đen ta đem mặc ra đường dù bị nhơ gì bị nhơ rất nhiều cũng không ai thấy được người tu đức phật nói ví như chiếc áo trắng á. chiếc áo trắng mặc ra đường đấy chỉ cần một vết nhơ thì họ sẽ nhìn thấy ngay Nhưng người không tu á, giống như mặc chiếc áo đen tối màu nó thì có bị những vết nhơ vết mực vết bẩn á cũng có không mấy người ai phát hiện được đâu đó nó thế đó, cho nên đây cũng là một cái điều tốt cho nên chúng ta mới thấy gì vì sao đức phật lại bắt các đệ tử của mình là phải cạo tóc thế này này nhìn này này chúng ta thấy nhìn các tôn giáo khác như thiên chúa giáo cao đài hòa hảo rồi rất nhiều tôn giáo khác trên thế giới họ có cạo tóc không không cạo tóc Chúng ta thấy duy nhất có Phật giáo Trên thế giới có duy nhất có Phật giáo là gì? Đức Phật bắt các đệ tử của mình phải cạo tóc Và mặc y phục gì? Khác với người gì? Người thế tục để làm sao? Đấy, Đức Phật chúng ta biết là Ngài khôn lắm Ngài thông minh lắm, Ngài sáng suốt lắm Ngài gì à? Ngài hiểu rõ tận cùng được nghiệp tính của chúng sinh Cho nên Ngài mới gì? Nếu mà để tóc mấy cái ông đệ tử của mình á mặc quần áo giống như người ngoài đời á thì đến cái thời mạt pháp ta vừa nhập niết bàn đi nó không chịu lo giữ giới tu hành nó ra quán ra hàng nó ăn thịt uống rượu nó đi đến nhà thì nhà sàn nhà nhảy nó gì chơi gái chơi gú này nọ vẫn kia ai phát hiện nó là sư không không nhưng mà đức phật bảo thì cạo hết cái tóc nó đi cho nó khác với thì người đời bắt nó mặc quần áo nâu quần áo gì còn nào y cà sa như thế này nó ra ngoài đời nó đi ra ngoài đường là người ta biết oh đây là gì đây là ông sư rồi nó làm việc gì sai một cái là gì quần chúng xã hội nhân dân là gì tố cáo chúng ta thấy không đức phật hay không hay là quá hay quá tuyệt vời cái chỗ đó các quý vị các sư giáo hội không phát hiện ra được nhưng xã hội sẽ phát hiện ra được xã hội tố cáo xã hội lên án giáo hội vì cần phải loại bỏ những cái thành phần sâu mọt đó ra khỏi gì khỏi tăng đoàn hay là chúng ta thấy đức phật nói là gì? không chỉ các sư các sư tự quản với nhau mà còn cho xã hội giám sát nữa cho xã hội gì xã hội giám sát xã hội quản gì quản các sư nữa để cho các đệ tử của mình trở thành gì? nghĩ là gì có những cái người mà nghĩ là gì đức như lai thì đã nhập niết bàn rồi nay tôi thoải mái làm mọi việc tôi muốn thích làm gì làm nhưng không như lai nhập niết bàn rồi nhưng tai mắt của như lai ở đầy khắp thiên hạ đúng không mỗi một phật tử mỗi một người dân ở ngoài đời chính là gì tai là mắt của như lai đó cũng là tai mắt của đức phật nếu chúng một vị sư mà làm mặc cả xa ra ngoài chợ mà chửi nhau người ta biết ngay đó là sư rồi À, còn xin thưa các vị một vị một vị tu sĩ tôn giáo khác họ ra ngoài chợ họ ăn mặc vẫn com lê calavat vẫn ăn mặc bình thường như, như người dân chúng ta này họ có chửi nhau, họ có vào quán ăn thịt uống rượu, đi karaoke, đi nhà sàn, đi gì đi, đi bất cứ chỗ nào không ai phát hiện ra họ và họ cứ nghĩ rằng không ai phát hiện ra họ họ thoải mái làm việc ác làm việc xấu nhưng còn Đức Phật của chúng ta Đức Phật lại lấy tất cả con mắt của người dân ở trên thế, thế, gian này là gì là con mắt của phật giám sát các đệ tử của ngài lấy tất cả cái tai cái miệng của người gì của người dân là tai là gì là miệng của của đức phật để giám sát các đệ tử của người hay lắm chúng ta hiểu được cái đó chúng ta thì thấm thía là người xuất gia hiểu được cái điều đó chúng ta thấm thía lắm chúng ta tu không phải đơn giản đâu cho nên ngày xưa cụ chủ hương cụ làm giảng viên chúng tôi cô dạy cô bảo á, các thầy đừng có nghĩ rằng không có tôi là các thầy muốn làm gì thì làm không có tôi ở trên cao còn có đức phật còn có giới luật ở dưới thấp á, còn có gì có tai mắt xã hội họ nhìn và xem các thầy tu như thế nào Đó. cho nên ngày xưa hòa thượng chùa hương ấy, đệ tử của ngài hay là con cháu của ngài ấy, đứa nào mà ăn thịt uống rượu hút thuốc lá bắt được đuổi ra khỏi sân môn ngay ngày trục xuất mấy người rồi có cái ông sư mà ở ngoài cái chùa ức niên ở gần chùa vạn niên là sư phụ của tôi ấy. ngày xưa là ông ấy là gì là bộ đội về bộ đội xuất ngũ đi về xin là đệ tử của thượng tọa lên trên chùa thầy xin tu hòa thượng cũng cho gì cho ở đó để tập sự xuất ra ở đó cái thầy đấy mới là đệ tử lớn nhất của Hòa Thượng đấy nhé. Đã. Thầy đấy là đệ tử đầu tiên của Hòa Thượng đấy. Nhưng mà ở đấy Hòa Thượng cho ở chùa thầy á à, để ở được khoảng độ năm hơn năm gì đó. Hòa Thượng ngày đó đang đi học ở Quán Sứ. Chùa thì giao cho cái chú ấy ở nhà. Thế gọi là đi tu nhưng mà thực tế là vẫn chưa được cạo tóc. Đã. Xin Hòa Thượng, Hòa Thượng nhận là đệ tử đặt pháp danh cho rồi nhưng mà thì chưa được khế pháp. Đang thử thách. Nhưng mà ngày đó tôi người đi tu thì ít cho nên để chú ấy ở nhà các vị biết không vài tháng mà cái nó đổ đốn ra ngay quen cái thói ở ngoài đời thì đi đi bộ đội rồi mà thế đi bộ đội về mới đi tu cho nên ở ngoài ngoài đời đi bộ đội rồi là ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè quen rồi nay vào chùa không chịu được sư phụ thì đi học ở quán sứ ở nhà là có một mình mình mấy bà vãi cho nên lúc đầu thì ông nhờ bà vãi đi ra chợ để mua thịt mua rượu về trong chùa để ăn ăn trộm ăn lén nhưng là, uh, thường tọa thì đi học tức là sư phụ đi học về các vãi thì sợ không dám nói gì cho nên ông ta tưởng là, là thầy không biết gì hoặc là thầy cho phép hay là thầy cũng không quản chặt uống rượu và ngà ngà trong chùa rồi mà đi ra ngoài ngoài quán ngồi luôn ngoài quán ăn tiết canh lòng lợn tiết canh ở ngay ngoài ngoài quán ở ngay ngoài cửa chùa thầy nữa về phật tử mách đến mách với thường tọa mà cái thường tọa gì cho lên đuổi ngay không có xí sớn không có yến, không có sám hối không có xin xỏ gì nữa cả các vị thấy nghiêm khắc lắm đấy là vị sư đầu tiên vị sư đầu tiên trong sân môn chủ hương ăn thịt uống rượu bị đuổi ra khỏi sân môn mà sau này vị này đi cứ lang thang lang thang mà không biết theo vị hòa thượng nào ở mạn bên, bên 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 bắc ninh hay bắc giang gì đó cạo tóc xong rồi cho về ở cái chùa uh, thiên niên ở chỗ uh, quận tây hồ á sau này vì này cũng chẳng thành sư cho đến bây giờ cũng chẳng thành sư được cái năm tôi chín sáu tôi mới ra chùa vạn niên cứ thỉnh thoảng lại nghe gì nghe ông la hét ẩm ẩm ở ngoài xong lại thấy gì? khật khừ mặc mỗi cái quần sóc áo không mặc quần dài không mặc cái quần sóc thôi đi vào là cho xin tí tiền tiền uống rượu cho xin tí thôi ông minh đâu xin tí tiền sư phụ tôi là xăm hối cụ mà sư, sư phụ tôi pháp danh là thích minh tuệ nhưng mà tên tệ ra thì đấy không gọi là thầy minh tuệ đâu cứ gọi là ông minh đâu đã xin tí tiền đi uống rượu không tiền không có rượu uống thèm rượu cho tiền để uống rượu nếu không cho cứ ngồi nó lẻ nhà suốt ngày phật tử vào lóng đuổi kinh lắm thế cuối cùng lại phải gì bảo bà vãi hay là bảo chúng tôi gì mang ra cho người mấy trăm ông đi đi ra uống khật khử khật khử mấy hôm sau lại đến là cứ lèo nhào như thế đấy nó thế đấy có hôm là ông ấy uống rượu, ông say, ông nằm ra giữa đường Công an ra chả làm được gì họ Vì ông là bộ đội, ngày xưa ông là bộ đội Ông cứ bảo gì Tao đã được bao nhiêu năm trong quân ngũ đấy Có công thì kháng chiến Chống Mỹ cứu nước đấy Chúng mày làm cái gì Thế Bắt bắt bắt, bắt tao thì vào mà nuôi tao Bắt được tao, nuôi được tao thì đi mà bắt Cùn như thế Có những hôm mà thì ông trần chuồng chẳng còn một mảnh vải trên thân Say rượu Không có mảnh vải trên thân lại công an phường lại vậy mang ông ấy về nhà để tắm rửa cho ông ấy, mặc quần áo vào cho ông ấy để ông trong chùa, khổ thế đấy, chả làm được gì không? Bây giờ thì cũng khá hơn, này cũng đỡ hơn rồi. Ngày xưa ông ấy nát lắm. Đây là vị sư đầu tiên trong sơn môn chùa hương bị gì? bị cố hòa thượng viện chủ chùa hương ông của tôi đuổi ra khỏi sơn môn, ăn thịt, uống rượu, hút thuốc lá đó là ba cái điều gì cấm kỵ đầu tiên đối với sân môn chủ hương mà khi thượng tọa cố hòa thượng giác linh thượng viên Hà thành tức là ông của tôi à, tôi phải gọi bằng ông ấy. cũng có thể gọi bằng thầy vì cụ là người thế phát cho tôi là người nhận tôi đi xuất gia, à, có thể vừa là thầy gọi là bằng thầy cũng được gọi là ông cũng được, thế nào cũng được. cho nên gần gũi các cụ như thế mới thấy là bây giờ đệ tử của tôi có mấy chú đến chùa mà cứ hút thuốc lá tôi bảo chưa bỏ được thuốc lá chưa thể cạo tóc làm tiểu của tôi được cái đấy cũng chưa bỏ được thì sau này tu làm sao được cho nên đã đến chùa khai nguyên xin làm đệ tử của tôi trong đạo tràng cái đầu tiên là ai mà nghiện thuốc lá phải bỏ thuốc lá ai mà thích uống rượu cũng phải bỏ rượu ai mà thích ăn thịt cũng phải bỏ thịt ba cái đó là cái tiêu chí cái then chốt đầu tiên để cho lựa chọn một gì một chú đệ tử hay là một cô đệ tử tập sự xuất gia ở trong sơn môn cho nên các Phật tử thấy là ở trong chùa của thầy sư bác hay là sư chú nào hay là bất kể cả sư ông nào mà còn ăn thịt uống rượu và hút thuốc lá bảo thầy ba cái này đuổi luôn không bao giờ có chuyện xăm hối đây là quy định đây là quy định ai mà thấy cứ mách thầy muốn cho đạo tràng được phát triển, muốn cho tăng ni được thanh tịnh, muốn cho Phật giáo được hưng long. Các vị đừng có giấu, nếu mà thấy những vị nào biết những vị nào làm những việc đó, đệ tử của tôi có ai nhưng làm việc gì, những việc xấu như thế, cứ bảo tôi đem ra họ tăng và xuất chúng luôn. Không có để ở trong sơn môn để trong gì. trong chùa những con người như thế. Đối với cái chùa khác họ vẫn chấp nhận ăn thịt uống rượu, hút thuốc lá, nhưng mà đối với đạo tràng chúng ta đối với tôi không chấp nhận. Vì sao vì noi theo cái tấm gương của cụ tổ chủ hương ngày xưa, tức là ông của tôi là thầy của tôi là ông của tôi à, nuôi dạy đệ tử như thế thì bây giờ chúng tôi là đệ tử là cháu thì cũng phải dạy cho gì? Dạy cho các đệ tử như vậy. Giữ cái truyền thống của sơn môn, giữ cái truyền thống của gì của pháp phái cái Tùng Lâm Hương Tích cho nên ở đây là chúng ta mới thấy rằng bồ tát địa tạng ngài đã trải qua gì bất khả thuyết bất khả thuyết tu hành nhưng nay vẫn còn trụ ở trong hàng bồ tát chính vì ai một phần chính vì chúng ta đấy các quý vị chúng ta tham sân di cứ vào lại ra vào lại ra ra khỏi địa ngục rồi thì lại đi lại đâm đầu vào làm khổ cho gì khổ cho bồ tát khổ lắm chính chúng ta làm khổ cho Bồ Tát và thì làm cản đường thành Phật của Bồ Tát địa tạng đó, cho nên chúng ta là gì là những tác nhân, là những người ngăn sông cách trở khiến cho cái nguyện thành Phật của Bồ Tát địa tạng á lâu xa dài mãi về sau không biết bao giờ cho ngài thành Phật được, ấy là cứu thì hết đứa đứa này thì lại đứa khác nó đến đâm đầu vào khổ lắm Ừ. đấy tôi nói thật đấy chúng ta ở đây là nếu chúng ta ở đây thì nếu người này mà có tu hành được giác ngộ thì lại là người kia có khi là gì? lại đâm đầu vào mai mốt lại tham sân si lại bán phá tam bảo hủy nhục gì chính pháp của phật lại nói rằng kinh địa tạng này hay là kinh đại thừa không phải của phật nói quay ngoắt 180 độ đi sang thì tu theo các pháp môn khác và hủy bán đại thừa nói rằng đây là không phải của phật nói đây là phật giáo trung quốc à, đây là phật giáo gì bà la môn đây là Phật giáo gì lão giáo đây Phật giáo nho giáo vân vân ở vân vân và bây giờ chúng ta biết người Việt Nam chúng ta 10 người cứ nói đến Trung Quốc là 8 người dị ứng cho nên nhiều bây giờ đấy cứ mượn mượn gió bẻ măng không thính Phật giáo Bắc Tông Phật giáo Đại thừa chúng ta cho nên bây giờ quay ngoắt lại là tìm cái cách nào mà cho xã hội họ gì họ lên ăn nhanh nhất mạnh nhất và nhiều nhất đó chính là cái cái gì liên quan tới Trung Quốc là gì đẩy nó vào đó và đấy là gì là Phật giáo Trung Quốc đấy là văn hóa Trung Quốc đây là đấy là gì là cách thắp hương của người Trung Quốc khổ lắm Phật tử những người ngồi ở dưới cũng theo gì cái chủ thuyết của ông ấy rồi cho nên thì cứ vỗ tay đôm đốp ra khen hay à, vào comment bình luận là gì nói chỉ có thầy mới là gì là chính Pháp chỉ có thầy mình mới là chính Pháp còn người khác là gì đang sai đường lạc lối hết Xin thưa các quý vị, ngược về lịch sử Phật giáo Việt Nam một chút, một chút xíu thôi, các quý vị thấy không? Hai vị nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội á. Ngài tu theo cái gì? Tu theo Phật giáo Bắc Tông đó các quý vị. Tự do, tự tại, ba bốn trăm năm nay, nhục thân của Ngài vẫn ngồi ở trên gì? Ở trên ban thờ tổ của Chùa Đậu á. Đi đến mà coi. Nếu không phải là chân tu, nếu không phải là chính pháp Thì làm sao có vị sư đắc đạo như thế Không phải là chính đạo làm sao sản sinh ra Các vị thánh tăng, các vị cao tăng như thế Rồi nếu không phải là chính đạo Làm sao có gì có Phật Hoàng Trần Nhân Tông các quý vị Đúng không? Làm sao có một vị Phật, vị vua Phật của Việt Nam Đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông Rồi làm sao có gì có thiền sư triết triết ở bên gì cũng giữ lại bốn năm trăm năm nay vẫn giữ lại nguyên nhục thân ở bên chùa chùa phật tích ra mà xem ấy vị sư ấy thì cũng quen biết thầy chủ trì ở chùa phật tích đấy cũng thường đến đó rõ ràng nhìn thấy nhục thân của gì có cụ tổ ngồi ở trên ban tổ đấy mà nó vẫn đi nói là gì là không phải phật giáo chân chính là phật giáo gì phật giáo ngoại lai phật giáo trung hoa phật giáo bà la môn phật giáo nho giáo phật giáo lão giáo phật giáo tam giáo tạo thành cái phật giáo trung quốc và sau này chuyển sang việt nam và con người việt nam chúng ta tu theo phật giáo bắc tông bây giờ đều là phật giáo đó cả mà điều quan trọng cái điều đau đớn nhất là gì? nó cứ lấy trung quốc cho nó nói cứ lúc nào đất nước có cái chuyện gì nóng nóng mà cái nó lôi trung quốc cho nó nói nói đúng cái thời điểm vì vừa qua nó nói là nó nói là gì? đúng cái thời điểm mà trung quốc đem cái tàu hải dương cái gì đó Đi vào cái vùng biển của Việt Nam Ở cái Cái, cái đảo gì đấy đó. Nó vào cái khu, khu đảo Nửa chìm nửa nổi của Việt Nam chúng ta đó. đó Đấy nó nói trúng cái dịp đó Tại sao nó không nói trước Mà cũng không nói sau Nói trúng cái dịp ấy Dân tình Người ta đọc được Ẩm ẩm lên 10 người thì 9 người bài xích Cho nên chúng ta học Phật bây giờ à, nghe giảng thì cũng phải biết chất lọc chúng ta không biết chất lọc chúng ta hoang mang chúng ta không biết đường nào để mà đi bây giờ xem trên mạng nhiều sư giảng lắm đánh vào các giảng sư ở trên mạng của, của các sư giáo hội Việt Nam chúng ta không có mà ở thế giới cũng có nhiều lắm nhiều vô kể luôn các quý vị nghe thầy này nói một kiểu thầy nọ nói một kiểu thầy kia nói một kiểu thầy nào mà tán dương về tình độ thì khen về tình độ Thầy nào bác tình độ đó là đem gì Bôi nhỏ nói xấu tình độ Thầy nào tu về mật tông thì tán dương về mật tông Có thầy ghét mật tông thì chửi mật tông là gì ạ Là cái đạo dâm dục Đấy. Cái đạo bà la môn hóa Vân vân và vân vân Cho nên tự trong đạo chúng ta, ta Đi oánh nhau Khiến cho ngoài đạo nên ngư ông đắc lợi Tọa sơn Quan hổ đấu Họ cười ra thối mũi ra Toàn các sư với nhau đi nói xấu nhau ấy nên khổ lắm cái thời này công nghệ thông tin nó là tốt đấy nhưng mà thực tế là gì nó cũng đem lại cái tác hại cũng không phải là nhỏ biết vận dụng thì là rất tốt nhưng không biết vận dụng thì tai hại vô cùng à, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đừng có để cho chúng ta đừng có để cho bồ tát phải nhọc nhằn với chúng ta nữa đừng có để cho địa tạng bồ tát cứ mãi mãi đi vào để đi ra đi ra đi vào ở trong địa ngục khổ để cứu chúng ta ra là và vài năm sau vài kiếp sau lại thấy mặt nó ở trong này rồi, thậm chí là gì Bồ Tát thấy nhắn mặt vừa mấy năm trước thì ta đã cứu người ra rồi sao nay lại thấy vào đây. lúc đó là xin Bồ Tát cứu con. Lần này là con gì ạ? À? Con biết lỗi rồi con chừa à, con hứa. À, nghe ngọt ngào nghe mùi mẫm nghe đáng thương lắm Bồ Tát là thôi thì được rồi, nghĩ rằng thì chắc nó đã thay đổi đã ăn năn rồi cứu nó ra ra vừa vài năm sau lại thấy gì ạ à? đi vào lại thấy mặt muốn nó chơi chơi trong này rồi cái đồ mặt chơi chắn bóng mà Đó. khổ lắm cho nên thôi người nào làm khổ bồ tát thì làm khổ còn chúng ta thì từ nay trở đi đừng làm khổ gì đừng làm khổ bồ tát nữa có được không hả